Xin chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình xin review bộ phim Ma Kinh Dị. Nội dung bộ phim nói về những người có lòng tham bất chấp tất cả mạng sống của mình. Nhân gian truyền nhau ai tìm được mộ của Marco sẽ tìm được kho báu. Mở đầu bộ phim câu chuyện về hai cha con chuyên đi đào mộ quan tài ở bãi Tha Ma. Trong cơn mưa tầm tã, hai cha con họ vẫn miệt mài đào những ngôi mộ. Đứa con trai anh ta vì đói quá 3 ngày mà vẫn chưa được ăn cơm, nên cậu con trai ăn đất Quan Âm để chống đói. Bỗng dưng cậu con trai nhìn thấy trước mặt cậu cái quan tài bay dựng đứng lên, cậu dụi mắt để xem lại thì không thấy nó đâu nữa, cậu hoảng hốt chạy lại chỗ cha cậu, hai cha con tiếp tục cùng nhau đào mộ. Đào được một lúc thì nước mưa rửa sạch nắp quan tài, hiện ra là loại mộc tơ vàng thượng hạng, người cha cho rằng đồ trong chiếc quan tài này chỗ nào cũng quý, có thể ăn cả đời không hết. Mở nắp quan tài ra, trong quan tài nước chuyển thành màu đỏ như máu làm cho cậu con trai hoảng sợ, người cha đưa lên mũi ngửi mới biết chỉ là chút sa. Sau đó người cha kéo dây xích lên, nước trong quan tài rút từ từ chảy ra ngoài. Tiếp theo là phần hài cốt hiện lên, hài cốt đó đeo đầy châu báu, người cha mừng rỡ cho mình phát tài rồi. Hai cha con tranh thủ gom hết châu báu bỏ vào túi, tiện tay người cha lấy luôn cái gối ngọc của bộ hài cốt. Anh nhìn xem thử thì phát hiện trên cái gối có dòng chữ Marco hiến thọ. Hai cha con thu hoạch đầy đục rồi nên vui mừng tìm chỗ trú mưa. Trước mắt họ có bức tượng Marco, người cha lấy gối ngọc ra xem thì anh nghe có tiếng người. Anh đi lại vào trong xem thì thấy một mỹ nhân ăn mặc gợi cảm trước mặt của mình. Đang trời mưa mà gặp phải cảnh này sao mà nhịn nổi, anh lao tới mỹ nhân muốn làm chuyện ấy với cô ta. Cậu con trai thấy cha mình vậy nên ngăn cản, nhưng anh không nghe, vẫn muốn làm thịt cô gái cho bằng được. Sau đó anh nhìn thấy miếng ngọc trên người cô gái, anh nhìn thấy khuôn mặt cô gái đó y như bộ hài cốt trong quan tài anh vừa mới đào. Hoảng hồn tỉnh lại thì hai cha con vẫn ngồi bên cạnh quan tài, hai cha con nói có ma rồi hốt hoảng bò chạy. Người cha chạy về phía trước thì dừng lại, cậu con trai đứng lại thấy cha mình biến thành ma, cậu hoảng sợ chưa kịp chạy thì bị người cha tấn công cậu. Sau đó xuất hiện Trương Phá Sơn cùng hai đồ đệ của mình đi đến thôn Long Đường, vì có cuộc hẹn với người quen cũ. Trương Phá Sơn kêu đồ đệ của mình chuẩn bị những thứ này giờ hợi đợi ông ở Nghĩa Trang Thành Nam. Thầy trò bọn họ đến Nghĩa Trang thì Trương Phá Sơn kêu đồ đệ mình ở đây không có ai không cần cải trang nữa. Sau đó hai người bọn họ gỡ bỏ mặt nạ của mình ra. Nhưng nam đồ đệ của Trương Phá Sơn khi gỡ mặt nạ bị kẹt lại, phải nhờ mộ thanh nữ đồ đệ đấm cho sư huynh mình mới phát vào đầu mới gỡ mặt nạ ra được. Trương Phá Sơn sai đồ đệ mình dọn gà vịt bầy mâm ra cúng để mời khách, còn thân dặn chúng luân phiên trực đêm tuyệt đối không để nhang tắt. Mộ thanh sư muội trực xong giờ tới lượt sư huynh của cô gọi sư huynh mình dậy thay ca nhưng anh còn mê ngủ, sau đó anh nghe được tiếng gì nên tỉnh ngủ lại. Hai người họ nhìn sang mâm bầy cúng thì thấy có một bà lão đang ăn những con côn trùng trên bàn cúng, họ hoảng hốt tưởng gặp phải ma nên bỏ chạy, nhưng bị bà ta đuổi theo đóng cửa lại. Hết đường chạy thì cả hai huynh muội nhìn những cái quan tài nhảy ra những cương thì phóng tới tấn công bọn họ, bà lão này dùng cái chuông lắc liên tục để điều khiển bọn cương thi. Đúng lúc này Trương Phá Sơn xuất hiện giải cứu cho đồ đệ của mình, ông nhanh như chớp tấn công vào bà lão áo đen kia, bà ta giao đấu với Trương Phá Sơn, có thể nói hai người bọn họ ngang tài ngang sức với nhau. Trương Phá Sơn đánh nhau cố tình phá cái chuông của bà ta để khỏi điều khiển được đám cương thi đó, một lúc sau Phá Sơn cũng lấy được cái chuông trên tay bà ta và hủy nó đi. Trương Phá Sơn chưa kịp vui mừng, đột nhiên bà ta lấy ra thêm một cái chuông nữa, đám cương thì tiếp tục bị điều khiển tấn công đồ đệ của Trương Phá Sơn. Cái chuông còn lại cũng bị Trương Phá Sơn tung đấm phá hỏng nó, ông liền ra tay đẩy độc cổ trùng trong người cho hai đồ đệ của mình ra. Vì chúng độc nên đồ đệ của Trương Phá Sơn gây ra ảo giác, bà lão giả ma giả quỷ không ai ngờ đến đó là sư đệ đồng môn của Trương Phá Sơn, cổ thần hách lão quỷ. Trương Phá Sơn kêu đồ đệ mình hành lễ với sư thúc, thì ra vị khách mời mà Trương Phá Sơn nói đó là hách lão quỷ sư đệ của ông. Hách lão quỷ lần này mời sư huynh mình đến là có mục đích, ông ta đưa ra hình gối ngọc Marco và nói tên đại soái La Man Tử, không biết gì đâu hắn có được cái gối ngọc này, hiện giờ hắn đang chuẩn bị bắt tráng đinh rầm rộ để mở núi phá mộ. Trương Phá Sơn nói vốn trên đời này không có thần tiên bồng lai, chỉ có thiện ác hữu báo, quả báo không sai, làm chuyện trộm mộ là thủ đoạn tán tận lương tâm. Trương Phá Sơn tức giận liền đốt cháy bức tranh cái gối ngọc Marco đi, và ông không đồng ý đi trộm mộ cùng sư đệ mình. Sau đó hai đồ đệ Trương Phá Sơn cãi trang lén vào phủ đại soái tìm hiểu thêm về cái gối ngọc. Tên đại soái hắn kể với gã người Tây rằng hắn nằm mộng thấy Marco hạ phàm ngủ với hắn một đêm còn tặng cho hắn gối ngọc. Lúc đầu hắn tưởng chỉ là nằm mơ nhưng khi tỉnh giấc thì thấy gối ngọc bên cạnh mình. Lúc này hắn mới biết Marco hạ phàm tặng gối ngọc cho hắn là gì, Marco thấy trên người của hắn có long khí quân vương mới cố ý để cho hắn hưởng lợi. Hoài Nghĩa lén đi vào chỗ cái quan tài trong phủ đại soái. Anh nhìn trong cái quan tài có cái xác của một cô nương bận trang phục cô dâu bị xích và khóa lại. Đám lính canh nghe có tiếng người nên chạy vào xem. Hoài Nghĩa nhanh chân trốn vào trong quan tài chung cái xác tránh phát hiện. Khi bọn lính canh đi, sau đó anh thấy cô dâu chết rồi mà còn bị xích, đáng thương quá nên anh giúp cô mở khóa xích ra. Giúp cô ta mở khóa xong, anh thấy ánh sáng màu xanh chiếu vào mặt của mình. Anh nhìn xem thì thấy cái gối ngọc Marco như sư thúc nói nằm dưới đầu cái xác, liền nhấc cái đầu lên và lấy nó luôn.
Đám lính canh phát hiện có trộm lấy đi cái gối ngọc liền thông báo cho đại soái. Đại soái ra lệnh truy bắt bọn họ. Hoài Nghĩa cùng sư muội mình bỏ chạy nhưng bị mấy tên lính bao vây tưởng đâu bị bắt. Đúng lúc này sư thúc của họ kịp thời đến cứu bọn họ thoát khỏi phù đại soái. Sau khi quay về bọn họ bị sư phụ mình mắng cho một trận. Trương Phá Sơn bảo đồ đệ mình trả lại cái gối về chỗ cũ. Nhưng Mộ Thanh không chịu đi, cô nói với mọi người tên đại soái đó cấu kết với người Tây. Hắn muốn mở núi phá mộ, lấy báu vật trong mộ đổi súng Tây pháo Tây rồi đến Ngạc Châu làm bá chủ một phương. Cô chính tay nghe thấy. Nếu để hắn thành công rồi khai chiến, bách tính trong vòng trăm dặm quanh đây sẽ không còn con đường sống. Trương Phá Sơn giao gối ngọc cho sư đệ của mình và quyết định cùng đồ đệ về Phụng Thiên. Trên đường đi, đám người đại soái không cho ai ra khỏi thành khi chưa tìm được gối ngọc. Ông chủ Mạnh lại khiếu nại với bọn chúng thì bị tên đại soái hắn bắn ông chết ngay tại chỗ. Trương Phá Sơn thấy sự tàn ác của đại soái nên ông nóng giận quyết định không rời khỏi nơi này và sẽ đi tìm đến cỗ mộ trước tên đại soái. Trương Phá Sơn quay về lấy đồ nghề của mình ra để mở khóa cửu chuyển liên hoa. Khóa này mô phỏng ảnh văn thù cửu cung bắt quái để chế tạo nên. Tám mắt khóa tương ứng tám phương vị kỳ môn độn giáp chỉ ra, mở hết tám cửa mới có thể xoay chuyển cửu chuyển liên hoa. Sau khi mở được cửu chuyển liên hoa liền hiện ra găng tay mô khâu do sư tổ phát minh, chốt khóa phức tạp đến mấy cũng có thể phá bằng tay không. Trương Phá Sơn giờ trở thành Trương Phá Sơn ngón sắt chuẩn bị đi xuống cổ mộ. Trên đường bọn họ đi và dừng nghỉ lại trong rừng một đêm chờ trời sáng rồi đi tiếp. Lúc này Hoài Nghĩa gặp một chuyện kỳ lạ, đang lúc nằm ngủ thì anh giật mình tỉnh giấc. Anh nhìn xung quanh nhưng không thấy sư phụ và mọi người đâu. Anh vừa đi tìm vừa gọi tên mọi người nhưng đều không nghe ai trả lời. Sau đó anh nhìn thấy có cô gái dưới hồ đang cởi áo tắm nhìn anh. Thấy vậy anh liền bịt mắt mình lại không nhìn nữa. Khi mở mắt ra thì cô gái biến mất. Anh vội lao xuống hồ cứu cô gái. Nhưng không thấy cô gái đâu, chỉ thấy có chiếc giày. Dưới chân anh đột nhiên có người nắm hai chân của anh kéo anh xuống nước. Lúc bị kéo dưới nước anh thấy người kéo mình là một cô nương. Lúc mơ màng anh nhìn thấy gối ngọc và các vật báo xung quanh. Mộng Thanh lúc này cố đang kêu anh tỉnh dậy, vì do anh lấy gối ngọc nằm ngủ nên sinh ra ảo giác. Đi đến một nơi, Trương Phá Sơn lấy gối ngọc soi lên bầu trời xem định hướng để đi đến cổ mộ, sau cùng họ cũng biết hướng đó mà tiếp tục đi. Đám người Trương Phá Sơn đi đến một đầm lầy, sau đó họ dùng âm phượng tán dụ những con ếch dẫn họ đến cỗ mộ. Đi theo những con ếch một lúc thì họ nhìn thấy tượng khắc Ma Cô trước mặt. Trương Phá Sơn lập tức dùng ngón tay sắt của mình để mở khóa trên bức tượng Ma Cô. Sau khi mở khóa xong thì xung quanh như động đất, bức tượng sau đó cũng tự động nổ bể ra để chống một cái lỗ. Đám người Trương Phá Sơn chui vào cái lỗ đi vào bên trong. Bọn họ đi một lúc thì đến thôn Tiên Cô. Cảnh vật trong thôn này rất kỳ lạ. Thông thường thôn làng đều quay lưng hướng bắc, mặt hướng phía nam nhưng đây thì ngược lại. Mộng Thanh nói với sư phụ cô nơi này giống như trạch âm vậy. Sương xuống cơn gió thổi đến là bàn của Trương Phá Sơn lập tức chuyển động. Theo hướng kim la bàn chỉ phía trước có một đám người xuất hiện đang khiên kiệu. Trương Phá Sơn nói bọn chúng không phải là người. Ông kêu mọi người nhắm mắt lại đừng quan tâm chúng. Mọi người làm theo nhắm mắt lại, bọn chúng đi ngang qua chỉ nhìn chứ không làm gì. Đột nhiên Mộng Thanh mở mắt ra nhìn thử. Cô bị bọn chúng bỏ cô vào cái quan tài khiên chạy đi. Trương Phá Sơn thấy vậy liền chạy theo cứu đồ đệ của mình. Cầm mấy đồng tiền ông ném vào chúng, sau đó chúng tan biến mất đi. Mộng Thanh một pha chết đi sống lại nhờ được sư phụ mình cứu. Tiếp tục đi về phía trước theo hướng gió, họ phát hiện một con thuyền, trên thuyền có rất nhiều cái quan tài. Con thuyền này người ta chuyên dùng chở những quan tài đi đến mộ Ma Cô. Sau đó họ cùng nhau xuống thuyền đi được một lúc thấy có hiện tượng lạ, trên trời có hai mặt trăng lại có kèm theo sấm sét mà không có mưa. Họ nghĩ rằng quan tài của mộ chắc dưới đáy hồ, Hoài Nghĩa lặn xuống hồ xem thử. Hoài Nghĩa lặn xuống dưới đáy hồ một lúc ở trên sợi dây thừng động đậy, mọi người hốt hoảng cùng nhau kéo sợi dây thừng lên cứu Hoài Nghĩa, nhưng khi kéo lên chỉ còn sợi dây, còn Hoài Nghĩa mất tích không rõ nguyên nhân. Cơn lốc nước xoáy đột nhiên kéo tới dữ dội, Phá Sơn kêu mọi người chui vào cái quan tài, may ra còn cơ hội sống sót. Mộng Thanh cô bị lốc nước cuốn đi cùng cái quan tài, khi cô chui ra thì phát hiện mình đã ở một nơi khác, sau đó cô đi tìm sư phụ và sư thúc. Cô nghe tiếng động trong quan tài tưởng đâu sư phụ mình trong đó. Cô chạy lại mở nắp quan tài ra thì hốt hoảng thấy trong quan tài toàn là máu, sau đó những con nhện hút máu người bò ra hàng loạt, chúng lao về phía của cô. Mộng Thanh hốt hoảng bỏ của chạy lấy người. Khi chạy chân của cô bị kẹt trong cái quan tài không chạy được, đúng lúc này sư huynh cô xuất hiện dùng lửa đuổi những con nhện hút máu. Vì sơ ý nên sư huynh cô làm tắt cây lửa đi, bọn chúng lại lao vào hai người họ, Trương Phá Sơn và sư đệ của mình cũng có mặt kịp thời cứu bọn họ. Tiếp theo đó chúng liền lao tới tấn công cả bốn người họ, vì số lượng chúng càng ngày càng đông, không còn cách nào cả đám cùng nhau bỏ chạy. Nhưng chúng không chịu buông tha, mọi người còn rủ theo giáp phả của bọn chúng đuổi theo. Trương Phá Sơn liền dùng lửa đốt cái quan tài chặn chúng lại, sau đó tưởng đâu thoát khỏi bọn chúng. Chưa kịp nghĩ mệt thì trong những cái quan tài gần bên chúng ào ào chui ra, mọi người lại tiếp tục chạy, chúng đuổi theo nhiều như cả đại quân. Sau khi bọn nhện máu đuổi đến cộng mộ Ma Cô thì chúng quay đầu bỏ chạy. Không phải chúng sợ mộ Ma Cô mà do gạch nền có nung thêm hùng hoàng làm cho chúng bỏ đi. Không biết do may mắn hay do ông đạo diễn bảo chúng chỉ đuổi đến đây thôi rồi cắt phim. Trước mặt họ là cánh cửa mộ Ma Cô, sau đó cánh cửa cũng tự động cũng mở ra, mọi người đi vào bên trong mộ. Sau đó họ nhìn thấy có cái đồng hồ nước đếm ngược. Trương Phá Sơn cho biết kỹ thuật này đã thất truyền từ cuối nhà Minh rồi. E là thủy triều xoáy lại dâng lên, một canh giờ sau thủy triều xoáy lại lên.
Lúc này Trương Phá Sơn vạch trần kế hoạch của sư đệ mình, vì ông ta muốn trường sinh nên tìm mọi cách ép sư huynh mình đi xuống cổ mộ Ma Cô mở khóa để cho ông ta lấy được thuốc trường sinh. Từ việc Hoài Nghĩa và Mộng Thanh đột nhập vào phủ đại soái lấy gối ngọc cũng được ông sắp xếp thả cho bọn họ đi, còn cấu kết với đại soái giết ông chủ Hàn để ép sư huynh mình ở lại. Từ lâu ông ta đã là người của đại soái. Gã đại soái hắn cũng lộ diện và bắt Trương Phá Sơn phải giúp hắn mở khóa để vào cổ mộ. Nếu không làm theo lời của hắn thì hai đồ đệ của ông bị hắn giết. Ông không còn cách nào nên bắt đắc dĩ đồng ý giúp hắn. Sau đó Trương Phá Sơn quan sát biết chỗ đặt gối ngọc năm xưa cũng là nơi mở khóa cửa để vào được cổ mộ bên trong. Gã đại soái kêu thuộc hạ của mình đặt gối ngọc vào bên trong quan tài, nhưng hắn không dám làm sợ không còn mạng. Dù sợ nhưng bị ép nên hắn cũng làm theo. Khi hắn đặt cái gối ngọc đó vào quan tài, nắp quan tài liền đóng lại. Sau đó những mũi tên phóng ra từ bên trong chiếc quan tài làm chết tên lính đó. Máu của hắn chảy ra theo đường hoa văn cạnh chiếc quan tài. Sau đó bức tượng bể đi rồi bên dưới hiện ra cửa hầm có những bậc thang để đi vào bên trong. Tên đại soái hắn kêu mọi người cùng nhau đi vào trong. Đi vào sâu bên trong thì lại có một cánh cửa trước mặt họ. Hai tên lính tiến lại gần cánh cửa định mở thử thì đột nhiên có nhiều mũi tên bay ra đâm vào người bọn chúng chết ngay tại chỗ. Lúc này mọi người cảm thấy rất sợ. Tên đại soái bắt buộc nhanh chóng mở cánh cửa này ra. Hách lão quỷ cho hắn biết khóa này là khóa lục giáp bí trúc. Sư phụ ông ta từng nói thiết lập 6 tầng chìa khóa bí mật bằng thần chú bất động minh vương. Nhưng hễ sai một tầng thì sẽ khiến cả ngôi mộ sụp đổ. Tên đại soái hắn cầm súng uy hiếp Trương Phá Sơn, phải chính tay mở cửa cho hắn. Sau đó ông tiến lại gần cánh cửa để chuẩn bị mở. Trước khi mở ông nói với sư phụ mình, vì do đường cùng không có đường lui, chỉ đành làm lều. Nếu người trên trời có linh thiêng xin hãy giúp đệ tử một tay. Ông dùng hai ngón tay sắt của mình để mở cánh cửa. Những mũi tên sau đó cũng bay ra như mưa làm chết không ít những tên thuộc hạ của đại soái. Sau một lúc kiên trì cuối cùng cánh cửa cũng được thành công mở ra. Một luồng khói đen thổi ra từ bên trong cánh cửa. Trương Phá Sơn kêu mọi người đi theo luồng ánh sáng phía trước. Đi qua khỏi luồng khói đó mọi người bị chóa mắt dừng lại trước mặt họ toàn là vàng bạc châu báu nhiều không thể đếm xuể. Tên đại soái vui mừng kêu thuộc hạ của hắn lấy hết toàn bộ đem về cho hắn. Bọn họ cùng nhau tự sướng với nhiều châu báu đó mà không hề biết tai họa sắp ập đến. Ngược lại hách lão quỷ không quan tâm tới châu báu mà ông ta đi về phía trước leo theo bậc thang đi lên. Trương Phá Sơn vội chạy theo sư đệ của mình kêu, nhưng hách lão quỷ không dừng lại và tiếp tục leo lên. Sau cùng hách lão quỷ cũng leo lên đến nơi trước mặt ông người đàn bà mà mọi người cho là Ma Cô. Ông vui mừng vì gặp được Ma Cô. Bà ta hỏi hách lão quỷ muốn cầu xin gì. Hách lão quỷ liền trả lời muốn được trường sinh. Bà ta nói sẽ ban thuốc tiên cho ông kéo dài tuổi thọ được thành tiên và bay lên trời. Nghe xong hách lão quỷ tưởng đâu sẽ được trường sinh nên lao tới bà ta. Trương Phá Sơn nhanh chóng kéo ông ta lại. Lúc này ả ta dùng nhiều dây vải trói Trương Phá Sơn lại. Còn hách lão quỷ lao đến cũng bị ả ta hút. Ông ta biến thành một bộ xương khô. Sau đó hiện nguyên hình như yêu quái liên tục xông tới tấn công Trương Phá Sơn. Cả ba thầy trò họ cùng nhau liên kết đánh tên yêu quái đó. Hoài Nghĩa và Mộng Thanh trói được tên yêu quái lại. Đang lúc chiếm được ưu thế chỉ một chiêu của ông là hạ được nó. Nhưng Trương Phá Sơn dừng tay lại, không ra tay được gì trước mặt ông không phải yêu quái mà là Thanh Nhi con gái của ông. Vì quá nhớ vợ và con gái của ông qua đời nên Trương Phá Sơn bị ảo giác không tự chủ được bản thân. Ông nhìn thấy con gái của mình ngồi bên cạnh tên yêu quái đó còn kêu ông lại. Đang lúc phân vân thì ông nhìn thấy cái tượng gỗ mà Hoài Nghĩa làm tặng cho ông. Sau đó ông tỉnh lại dùng ngón tay của mình đâm thẳng vào tên yêu quái đó làm cho nó tan biến vĩnh viễn. Thì ra mọi chuyện chỉ là ảo giác. Hách lão quỷ bị kẹt không thoát ra được vì bị thương rất nặng. Ông ta cầu xin sư huynh của mình tiễn mình một đoạn. Trương Phá Sơn rất đau lòng phải chính tay mình giết sư đệ của ông. Đám người đại soái mãi mê ôm châu báu. Khi tên đại soái nhìn lại vàng bạc châu báu đâu không thấy, mà chỉ thấy hắn đang ôm bộ hài cốt. Hắn không chấp nhận được sự thật lớn tiếng kêu thuộc hạ đầu tiếp kiếm châu báu cho hắn. Sau đó cổ mộ như động đất mọi người tranh nhau bỏ chạy. Còn tên đại soái vì tham lam đi tìm châu báu tiếp nên hắn bị vùi thây trong cổ mộ. Thầy trò Trương Phá Sơn nhanh chân chạy thoát ra khỏi cổ mộ và bọn họ đi về bằng cách chui vào cái quan tài trôi về chỗ của họ. Một cách an toàn, sau cùng thì quá trình đi đào mộ tìm châu báu rốt cuộc không ai được gì hết mà còn mất đi tính mạng của mình. Cho nên cái gì của mình là của mình không nên tham lam cưỡng cầu cũng chẳng có kết quả tốt đẹp. Bộ phim đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu thấy video hay các bạn hãy cho mình xin một like và một đăng ký nhé. Và bây giờ xin tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo.